kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 27 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với huyện Văn Giang về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng. Nông nghiệp công nghệ cao tạo đà thay đổi tư duy sản xuất. Gia tăng tỷ lệ trẻ mắc khúc xạ sau đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, các nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 3, Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ban hành chương trình kế hoạch thực hiện với nhiều biện pháp đồng bộ, tạo được chuyển biến tích cực toàn diện. Các cơ quan đơn vị đã đầu tư tu sửa trên 18.000 mô hình học cụ huấn luyện, hơn 50 sáng kiến phục vụ huấn luyện, xây dựng trên 15.000 giáo án bài giảng. Công tác điều hành huấn luyện được quan tâm đổi mới, sát với yêu cầu nhiệm vụ, chú trọng xây dựng hoàn thiện cơ chế điều hành, tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm cho các đối tượng. Tổ chức hơn 300 lớp tập huấn và lần luyện tập chuyển trạng thái và diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ. Tham mưu tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, 14 cuộc diễn tập các huyện thị xã thành phố, hàng trăm cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã và diễn tập quốc phòng an ninh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, huấn luyện nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quân sự. Vì vậy, huấn luyện phải luôn gắn với giáo dục tư tưởng, rèn luyện kỷ cương chính trị và xây dựng thế trận phòng thủ, thế trận lòng dân, an ninh nhân dân. Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác huấn luyện, làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện và đổi mới phương pháp huấn luyện, tăng cường huấn luyện các tình huống phù hợp với thực tế và phương pháp tác chiến với phương châm cơ bản thiết thực hiệu quả, đảm bảo các lực lượng đều thuần thục và sẵn sàng chiến đấu khi có chiến tranh xảy ra. Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang về tình hình công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021, huyện Văn Giang đã ban hành 6 kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn để lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Về phát triển kinh tế xã hội, 6 tháng đầu năm 2022, ước thu ngân sách của huyện Văn Giang ước 9.770 tỷ đồng, đạt gần 160% so với kế hoạch. Huyện có 10 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 19 trên 83 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện Văn Giang đang đề nghị thẩm định và công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là các xã Thắng Lợi, Long Hưng, Xuân Quan. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được củng cố, xây dựng đảm bảo đồng bộ và liên kết chặt chẽ giữa các vùng, khu vực, thúc đẩy cho sự phát triển và phù hợp với quy hoạch đô thị của huyện. Huyện Văn Giang đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án đô thị, giải tỏa được 72 trên 98 trường hợp vi phạm kế hoạch số 93.
huyện Văn Giang đã có 11 kiến nghị đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đó là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thống nhất quy định tiêu chuẩn về trình độ văn hóa đối với chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn theo hướng là có trình độ văn hóa trung học cơ sở trở lên, hướng dẫn cụ thể để cấp kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho đội ngũ cộng tác viên cơ sở. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị để huyện làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ lập quy hoạch, xây dựng chương trình phát triển đô thị, sớm triển khai đầu tư dự án đường vành đai 3.5, quan tâm đầu tư đường 379B, sớm ban hành hướng dẫn cụ thể việc đầu tư hạ tầng tại các cụm công nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng đối với xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các thửa đất giao không đúng thẩm quyền nhưng các hộ gia đình cá nhân không còn giữ được giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất. Sớm ban hành quy chế đấu giá đất, quyền sử dụng đất để cho thuê, cho nhân dân làm nhà ở, đảm bảo thuận lợi trong công tác quản lý giám sát. Thực hiện việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, lập và bàn giao hồ sơ quản lý phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi cho Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, lãnh đạo các sở ngành tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trả lời những ý kiến kiến nghị của huyện Văn Giang, đồng thời gợi mở một số vấn đề để huyện tháo gỡ những khó khăn cũng như định hướng chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Văn Giang đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh việc đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư. Huyện Văn Giang cần rà soát, cập nhật lại các tiêu chí đô thị để trên cơ sở đó điều chỉnh xây dựng đô thị loại 4 cho toàn huyện. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với huyện Văn Giang sớm khảo sát để triển khai xây dựng đường 3.5. Huyện Văn Giang sớm xây dựng lập quy hoạch chung đô thị của Văn Giang. Đối với vấn đề này, đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng sớm hoàn thiện báo cáo trước ngày 10 tháng 6. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao kết quả trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Văn Giang, đặc biệt là việc triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp được thực hiện nghiêm túc, được cụ thể hóa thông qua các chương trình kế hoạch để thực hiện. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế mà huyện Văn Giang cần khắc phục như tình hình phát triển đảng viên còn thấp, công tác kiểm tra giám sát còn hạn chế, một số vụ việc vi phạm chưa được xử lý kịp thời, một số chủ trương, đề án lớn của tỉnh chưa được triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến, công tác kiểm tra quản lý đất đai xây dựng còn hạn chế, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn thấp, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo chưa kịp thời, tình hình giải ngân vốn đầu tư công do cấp huyện và xã làm chủ đầu tư còn rất chậm. Huyện của chúng ta thì phát triển dựa trên cơ sở ba cái trụ cột quan trọng, một là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cái thứ hai nữa thương mại dịch vụ và cái thứ gắn với đó là cái sự phát triển đô thị và kinh tế đô thị ở đây. Trên cơ sở quy hoạch chung của huyện Văn Giang thì đề nghị các đồng chí là cũng phải tập trung đầu tư phát triển các cái hệ thống hạ tầng giao thông thôi, từ những trục chính 3.5 rồi 4 rồi di sản thì cái đấy là thuộc các cái dự án trọng điểm của tỉnh rồi. Thế nhưng mà những cái đường xương cá được kết nối thì cái này các đồng chí cũng nên chủ động đề xuất triển khai làm sao đó để tăng cường cái kết nối, gia tăng cái độ mở của Văn Giang. Văn Giang có một lợi thế rất quan trọng mà sẽ đi, đấy là kinh tế đô thị và thương mại dịch vụ. Về đầu tư cơ sở hạ tầng thì tôi cũng đề nghị các đồng chí là tập trung các công trình, các dự án để hướng tới hoàn thiện các tiêu chí về đô thị để làm sao đến năm 2023 không phải vùng trung tâm của thị trấn Văn Giang là đô thị loại 3, mà đến năm 2025 là cả cái huyện Văn Giang này phải lên đô thị loại 4 và phấn đấu trở thành thị xã, và đến năm 2030 cả huyện Văn Giang này trở thành đô thị loại 3. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, để mạnh thực hiện kỷ luật kỷ cương, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, công tác quy hoạch cán bộ, tăng cường kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng,
tăng cường phòng chống tham nhũng, nâng cao vai trò công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong việc giám sát phản biện xã hội, triển khai các nghị quyết, quyết định bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy thống kê hết các ý kiến, kiến nghị của huyện Văn Giang nói riêng và các huyện Khói Châu, Yên Mỹ để chuyển Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng trả lời, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đấy, giải phóng mặt bằng cái dự án này. Sau một năm thực hiện kế hoạch số 90 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025, các cơ quan được giao chủ trì xây dựng điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua đã chủ động ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hướng vào những tập thể cá nhân trên mọi lĩnh vực, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều tập thể cá nhân lập được những chiến công, thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, học tập, công tác. Các đại biểu đã chia sẻ làm rõ hơn công tác xây dựng điển hình tiên tiến tại các cơ quan đơn vị, đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng điển hình tiên tiến trong thời gian tới. Cụ thể, các cơ quan đơn vị được giao chủ trì xây dựng điển hình tiên tiến thực hiện đầy đủ, đồng bộ, có hiệu quả nội dung, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong kế hoạch số 90. Hàng năm hoặc định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả, lựa chọn những mô hình tập thể cá nhân thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo kế hoạch, ngày mai 28 tháng 5 sẽ diễn ra lễ khai mạc phiên chợ vải lai chín sớm của tỉnh tại khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang. Theo thông báo của ban tổ chức, hiện đã có 43 đơn vị đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm tại phiên chợ. Theo đó, huyện Phù Cừ có 21 gian hàng, chủ yếu là các gian hàng vải lai chín sớm. 9 trên 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đều có gian hàng tham gia. Thông qua phiên chợ sẽ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản của tỉnh niên vụ 2022, tạo cơ hội cho thương nhân, các cơ sở sản xuất chế biến nông sản, trang trại, nhà vườn kết nối giao thương, học tập, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu sản phẩm, phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, nông sản chế biến của tỉnh. Những năm gần đây, tỉnh Hưng Yên xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, qua ứng dụng trang thiết bị hiện đại đã làm thay đổi từ tư duy sản xuất thuần túy sang tư duy kinh tế nông nghiệp hiện đại. Phóng sự thực hiện tại Hợp tác xã An Thịnh Phát, đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tại huyện Phù Cừ. Nếu như trước đây, cây trồng phải có đất mới có thể sinh trưởng và phát triển tốt, thế nhưng giờ đây môi trường sống của cây dưa lưới được những người nông dân của hợp tác xã tạo ra một cách thuần thục từ giá thể sạch như sơ dừa, phân hữu cơ vi sinh, trùn quế. Kết quả, giá thể đạt yêu cầu không phải dựa trên cảm quan, kỹ năng và kinh nghiệm của người nông dân mà được kiểm tra kỹ càng thông qua máy đo nồng độ khoáng chất, độ ẩm trước khi đưa vào trồng. Khi mà giá thể đã được đưa ra ngoài rồi sẽ được phơi tầm 5 đến 10 hôm ở bên ngoài để cho róc hết độ nước. Và khi mà đóng sơ dừa vào trong vào bịch này thì sẽ trộn thêm 10% phân hữu cơ cùng với lại sơ dừa và sẽ cho vào bịch, và khi đó thì sẽ đo được khoáng chất ở trong bịch đang canh tác theo kiểu truyền thống mà đưa sang canh tác theo kiểu công nghệ cao như này thì nông dân cũng mất một thời gian, nhưng dần dần nông dân sẽ tiếp cận được và cũng thấy là nó có nguồn thu nhập cao hơn, thực tế hơn và sẽ tiếp cận với lại công nghệ mới này hơn. Đối với Hợp tác xã An Thịnh Phát, khoa học kỹ thuật được ứng dụng vào toàn bộ các công đoạn, quy trình sản xuất từ việc xây dựng nhà màng, khu vực điều hòa không khí đến theo dõi sinh trưởng, phân bón, chăm sóc thông qua hệ thống tưới nước nhỏ giọt. Do tự động hóa các khâu như vậy nên nhân công lao động trong nhà lưới chủ yếu chỉ thực hiện các nhiệm vụ như cắt tỉa cành lá dư thừa. Đến nay, Hợp tác xã đã xây dựng được 8 nhà kính với diện tích gần 8.000m2 trồng dưa lưới, dưa sữa các loại. Thời điểm này, các diện tích dưa lưới của Hợp tác xã bắt đầu chín và cho thu hoạch. Trước khi xuất bán, chất lượng dưa được kiểm định thông qua các thiết bị đo đếm về độ chín, độ đường cũng như đảm bảo không còn tồn dư, các chất không cho phép. Chính sự thay đổi này đã giúp cho các sản phẩm của Hợp tác xã luôn được đánh giá cao, gia tăng giá trị trên thị trường. Vì tôi cũng đã từng một thời gian sản xuất theo phương thức truyền thống thì tôi thấy với phương thức áp dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như là ứng dụng công nghệ cao vào thì nó có cái sự khác biệt cũng như là giảm thiểu cái rủi ro cho người sản xuất, đưa được cái chất lượng sản phẩm lên mức tối ưu nhất. Bắt nhịp nhanh với sản xuất nông nghiệp hiện đại đã có phần mở ra những tư duy mới, hướng đi mới cho chính những thành viên của Hợp tác xã An Thịnh Phát.
Và kết quả cuối cùng đó chính là sự thành công trong việc làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, khi hiện nay trung bình mỗi năm hợp tác xã cho thu nhập hàng tỷ đồng từ nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em. Kính gửi các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Năm 2021, trước những khó khăn do đại dịch COVID-19, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh đã nhận được sự đóng góp ủng hộ quý báu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước với số tiền trên 850 triệu đồng, cùng nhiều hiện vật để chăm lo cho hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh qua các chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật tim cho trẻ em, trao tặng học bổng, đồ dùng học tập, xe đạp đến trường cho trẻ em vượt khó, chăm ngoan, học giỏi, tặng thiết bị đồ chơi cho trường mầm non, bảo trợ dài hạn và hỗ trợ đột xuất cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn thương tích, thăm tặng quà, hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vơi bớt khó khăn, tự tin, hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống. Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn trên 11.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cần sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội. Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với tinh thần hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, tôi kêu gọi các tổ chức kinh tế xã hội, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cá nhân trong và ngoài tỉnh, bằng tình cảm, lòng nhân ái và trách nhiệm của mình, hãy tiếp tục quan tâm, chung tay đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em với mức tối thiểu một ngày lương hoặc một ngày thu nhập. Ủng hộ hiện vật hoặc tài trợ thông qua các chương trình dự án do Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh thực hiện để hỗ trợ chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mọi sự đóng góp, ủng hộ, đề nghị gửi về Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Hưng Yên, tên tài khoản Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên, số tài khoản 4651-00-00-187 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, điện thoại 02213-552-215. Trân trọng, Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, học online kéo dài, thường xuyên tiếp xúc với thiết bị điện tử, lại ít hoạt động ngoài trời là những nguyên nhân chính gây tình trạng nhiều trẻ gia tăng các tật khúc xạ. Vấn đề này cần được các em học sinh khắc phục trong dịp nghỉ hè. Hơn một tháng trở lại đây, những chiếc kính cận đã trở thành vật bất ly thân với hai bé của gia đình chị Nguyễn Thị Ngát, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Bé Gia Linh và em gái bé Bảo Anh đồng thời phát hiện bị cận, loạn thị khi quay trở lại trường học sau thời gian dài học online. Phát hiện sự bất thường khi con không thể nhìn rõ bài giảng trên bảng, đọc sách một lúc thì thấy mỏi mắt. Gia đình chị Ngát đã cho các con đi kiểm tra mắt. Ban đầu con nhà tôi có biểu hiện là nheo mắt và khó nhìn và cháu kêu mờ mắt, và tôi đã đưa hai cháu đi khám thì hai cháu đều bị cận. Cháu lớn là bị 1,5 độ và cháu thứ hai là bị 2,5 độ. Tôi nghĩ nguyên nhân cho các cháu ở nhà học trực tuyến và tiếp xúc nhiều với máy tính, iPad, không được ra ngoài. Bây giờ mà nếu mà không đeo kính thì nhìn nó mờ ấy ạ, không nhìn được rõ mà không viết được bài, sinh hoạt nó cũng khó hơn. Nhất là lúc mà đeo khẩu trang trong lớp thì cái hơi của nó hay lên trên kính nên là nhìn trên bảng vẫn khó hơn. Nhận thấy mắt nhìn mờ, thường xuyên bị mỏi, chảy nước mắt, bạn Nguyễn Thùy Linh, lớp 11D6, trường Trung học phổ thông Hưng Yên đã đi khám mắt. Kết quả hai mắt của em bị tăng từ 1 đến 1,5 diop so với thời gian trước khi học online. Đi học trở lại rồi thì tăng phải thì làm mình không nhìn rõ bài cho lắm ấy, nên là phải đi khám mắt lại. Trong lớp cháu thì các bạn thì tăng độ phải lên, có khoảng 25 trên 40 người bị ạ. Tại phòng khám mắt này, 6 khách hàng thì có đến 5 là học sinh và cả 5 trường hợp khám đều phát hiện mắc các tật khúc xạ phải đeo kính. Sau cái đợt dịch Covid diễn ra kéo dài, số trẻ đến khám và mắc tật khúc xạ gia tăng lên rất nhiều. Gần đây thì trung bình mỗi ngày thứ bảy chủ nhật khám từ 25 đến 30 cháu. Theo lời khuyên từ các chuyên gia, các bậc phụ huynh nên định kỳ từ 3 đến 6 tháng cho trẻ đi khám mắt một lần và dành ít nhất 1 giờ mỗi ngày cho trẻ hoạt động thể chất ngay tại nhà, rời xa máy tính, TV hoặc điện thoại, kết hợp với chế độ dinh dưỡng phù hợp để bảo vệ đôi mắt con khỏe mạnh. Hôm nay, Hội Người Cao Tuổi tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp tổ chức Liên hoan Tiếng Hát Người Cao Tuổi năm 2022.
Tham gia liên hoan có trên 300 diễn viên nhạc công thuộc 10 đội văn nghệ của 10 huyện thị xã thành phố với 30 tiết mục văn nghệ thuộc các loại hình nghệ thuật đặc sắc. Trong đó có nhiều tiết mục hát ca trù, chống quân, hát du, góp phần quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nói chung và của Hưng Yên nói riêng. Theo đánh giá của ban tổ chức, liên hoan năm nay, các đơn vị có sự đầu tư chu đáo từ trang phục cho đến dàn dựng chương trình, cũng như từng tiết mục và phong cách biểu diễn. Nội dung chương trình bám sát chủ đề về ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi vẻ đẹp của mảnh đất và con người Hưng Yên.